Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày. Lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh, đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị. Và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay: tình thương và lòng trung tín đối với Đức Kitô. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít nâu giữa trăm triệu thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân, mà còn phải chịu lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang, danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến. Tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.